tung 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 Hà Ái xin được chia sẻ tới các bạn về một nếp nhà tranh mái lá của người nông dân Việt Nam, một Tết về nguồn đến tất cả các bạn bè yêu quý của mình. Và điều đầu tiên mình muốn gửi lời cảm ơn đến những người nông dân, họ đã cho chúng ta một năm đầy đủ và hoa trái và tất cả các rau củ quả. Những người nông dân đã tạo nên một mùa màng tươi tốt, và những bông lúa vàng là những bữa cơm chúng ta ăn hàng ngày để luôn luôn khắc ghi công ơn, và đã tạo ra những chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh giò cho một ngày Tết truyền thống. Và không thể là không nói đến một cái nếp nhà mái tranh của người nông dân. Các bạn nhìn nè, thấy thương không? Những cây chuối, những rặng trúc rất là đẹp, những đóa cúc vàng, và đây những chú gà, một gia đình gà đang xung vầy trong ngày Tết, báo hiệu cho một sự hạnh phúc thịnh vượng. Mình cũng chia sẻ luôn với các bạn là mâm ngũ quả không thể thiếu được trong một ngày Tết truyền thống của tất cả các gia đình Việt Nam. Chúng ta đều cầu ngưỡng vọng lên trời đất và để xin được một năm mùa màng và thuận lợi, và trồng trọt chăn nuôi được thuận buồm xuôi gió. Tất cả mọi gia đình được an khang thịnh vượng, trong đó có những gia đình của chúng ta. Thế hơn các bạn, và người nông dân vẫn biết trang hoàng nhà cửa, họ làm những câu đối, câu liễn để chúc phúc cho nhau, và những ấm trà thơm trên những bộ bàn tre dung dị. Thấy thương lắm các bạn, và không thể thiếu những món bánh mứt Tết. Chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trong một năm nha. Tách trà ấm sẽ mang đến một bầu không khí ấm áp, một gia đình đoàn tụ sum vầy, đó là những điều mà người nông dân luôn luôn ao ước. Mình cũng xin chúc phúc một ly trà ấm với tất cả các bạn, một năm mới thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều niềm vui, và luôn luôn thành công trong những ước mơ. Thơm quá. Và một phong tục rất là đáng yêu, đó là những chiếc bao lì xì không thể thiếu được trong những ngày Tết. Chúng ta sẽ dành để chia sẻ những điều phúc lợi cho nhau và cầu may cho một năm mới. Dễ thương quá, mình thật sự xúc động. Mình mong tất cả các bạn luôn luôn được hạnh phúc, và mình không thể không gửi lời cảm ơn về các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho kênh Khả Ái, và những người bạn sát cánh bên mình cũng đã giúp cho mình có được những mái nhà lá thân thương nè, rồi những vàng cây trúc, cây kim ngân, rồi những cây chuối, và tất cả những cái view cảnh này để mình gửi đến tất cả bạn bè ở trên kênh Khả Ái. Mình gửi lời chúc tất cả, lời cảm ơn tất cả, mình luôn yêu quý các bạn. Các bạn ơi, hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn về một bữa cơm đầu năm mới của gia đình mình. Gia đình mình thì cũng như gia đình của các bạn, chúng ta sẽ có một bữa ăn cơm sum vầy, vừa để đón ông bà và vừa để gia đình quây quần hạnh phúc bên nhau với tất cả những món ăn truyền thống của Việt Nam. Thì mình giới thiệu với các bạn, đây là món chân giò mình mới tập nấu cùng với bát hạt sen và nấm đông khô. Đây là bánh tét, bánh chưng, xôi gấc và một con gà luộc. Đây là giò lụa, giò thủ nên chua dăm bông, ăn cùng với củ kiệu, củ hành. Và chúng ta không thể nào thiếu được một chai sâm banh để nổ thật lớn, ấp những điều may mắn cho đón chào một năm mới, một năm Quý Mão tuyệt vời, và một chai whisky ấm nồng để tình cảm gia đình luôn khăng khít, luôn hạnh phúc sum vầy. Chúng ta sẽ gác bỏ mọi khó khăn vất vả của một năm vừa qua để ấp toàn bộ năng lượng lên đón một năm Quý Mão với thật nhiều những điều may mắn, với những thuận lợi, và cả gia đình luôn luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc. Năm Quý Mão tuyệt vời. Bây giờ thì mình và các bạn, chúng ta sẽ chuẩn bị để ra xem pháo hoa và cùng với người dân Sài Gòn hân hoan trong một thời khắc giao thừa để chuyển sang một năm mới, một năm Quý Mão. Chúng ta lên đường thôi.
chia sẻ được với các bạn về một Tết về nguồn của gia đình mình và một đêm giao thừa rực rỡ của Sài Gòn thương yêu. Những lượt like, những lượt share, những lượt đóng góp kênh của các bạn luôn là những ý kiến quý báu, là nguồn động viên sâu sắc cho kênh Khả Ái ngày càng phát triển. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Một năm Quý Mão tuyệt vời. I love everyone.